Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dù đã có khởi sắc nhưng vẫn giữ xu thế giảm. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng qua đạt gần 20,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng chính có giá trị xuất khẩu giảm như cao su, chè, hồ tiêu, sắn và sản phẩm sắn, cá tra, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, mây, tre, cói. Trong khi đó, nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như cà phê, rau quả, hạt điều, thịt. Đặc biệt xuất khẩu gạo có tăng trưởng cao nhất khi đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 49%.